chiến địa miền Đông tiếp tục nóng lên khi Nga dồn dập tập kích Ukraine. Tuy nhiên, quân đội Kiev tuyên bố họ vẫn đứng vững tại thành trì của miền Đông là thành phố basmut Cùng với đó, các vũ khí của phương Tây lần lượt cập đến Ukraine. Khi chiến sự cam go ở miền Đông và Nga tiếp tục pháo kích vào miền Bắc, thì ngược lại ở phía Nam, Ukraine chỉ ra dấu hiệu quân đội sắp rút quân hoàn toàn khỏi tỉnh Kherson. Lý do gì khiến Nga xua bầy đàn UAV dồn dập tấn công vào thành phố cảng Odessa? nga phản ứng mạnh khi tổng thống hàn quốc nói có thể gửi vũ khí cho ukraine phải chăng ông putin thăm các khu vực ở ukraine để xác định vật tế thần trước khi ký áp phản công truyền thông đan mạch nói nga lên kế hoạch phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng của các nước bắc âu và tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây Xin chào quý vị đến với chương trình Toàn cảnh chiến sự Đông Âu ngày 21 tháng 4. Thưa quý vị, mới đây thì quân đội Ukraine cho biết các đơn vị của nước này hiện vẫn đang trụ vững ở miền đông thành phố Basmut và những nơi khác trong khu vực Donetsk trong bối cảnh giao tranh ác liệt. Ukraine mới đây cũng đã tiếp nhận nhiều vũ khí nước ngoài hơn từ các đồng minh trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán về thời gian và địa điểm Ukraine có thể tiến hành một cuộc phản công. Chỉ huy lực lượng trên bộ Ukraine, ông Alexander Syrsky cho biết Nga đang tập trung lực lượng lớn nhất ở Basmut và muốn kiểm soát hoàn toàn thành phố. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Ukraine đang kìm hãm cuộc tấn công của quân Nga trong các trận chiến, gây ra tổn thất đáng kể cho Nga. Xa hơn về phía nam ở các khu vực Zaporizhia và Kherson, báo cáo cho biết Nga đã pháo kích hơn 30 khu định cư. Nhưng không giống như ở Donetsk, lực lượng Nga ở những khu vực này đang phòng thủ. Quân đội Ukraine khẳng định rằng Nga tiếp tục thành lập các bệnh viện quân sự phía sau chiến tuyến mới nhất là ở làng Kabychka ở tỉnh Luhan. Trong khi ở các đơn vị Ukraine đang giữ vững căn cứ của mình, Ukraine cũng tiếp tục nhận được nhiều thiết bị của phương Tây cho cả các đơn vị tấn công và phòng thủ, bao gồm xe bọc thép AMX-10RC của Pháp và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Oleski Zesnikov cho biết, việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không càng sớm càng tốt là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Điều này là để bảo vệ các thành phố, cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như người dân của chúng tôi ở hậu phương và tiền tuyến. Các hệ thống Patriot giúp Ukraine có được khả năng chưa từng có trước đây, đó là đánh bại các tên lửa đạn đạo. Ông Zesnikov cũng chào đón hệ thống chống tên lửa hành khác từ Đức là Iris T Tuy nhiên, ông cũng nói rằng Ukraine cần nhiều hệ thống phòng không cơ động hơn nữa. Cũng tại tử địa Basmut, không chỉ lực lượng bộ binh, pháo thủ, xạ thủ hay phi công điều khiển drone của Ukraine cảm thấy kinh hoàng trước hỏa lực mạnh mẽ của Nga, mà với các đặc công ở ngoài ô họ đang đối diện với nguy hiểm, sinh tử, không biết lúc nào sẽ là lần làm nhiệm vụ cuối cùng của mình. Tiếng pháo vẫn gào thét không dứt ở chiến địa Basmut, miền đông Ukraine, đó là điều khiến cho Denis, một công binh 20 tuổi của Ukraine, cảm thấy đáng sợ nhất khi làm nhiệm vụ ở xung quanh thành phố điều tàn này. Tôi nghe một tiếng rít và một cú nổ, sau đó nhìn thấy mảnh đạn, đó là điều tồi tệ nhất. Dĩ nhiên, tình hình ở đây rất đáng sợ, gây khiếp đảm cho tất cả mọi người, Denis nói. Các đặc công Ukraine nói với phóng viên hãng AFP rằng giao tranh ở Basmut đang tăng nhiệt và trở nên khó lường hơn. Denis mô tả, thành phố giống như một đống đổ nát, gần như không còn ngôi nhà nào trụ vững, mọi thứ bị quét sạch, đạn pháo chút xuống từ ngày này qua ngày khác, từ sáng đến đêm. Lựu phá và súng cối của Nga dường như chưa từng dừng lại, máy bay không người lái và lựu đạn cũng vậy. Dĩ nhiên là có cả giao chiến trên đường phố với súng máy khai hỏa dữ dội. Denis nói thêm, anh rời giảng đường, gia nhập quân đội Ukraine cách đây một năm. Theo AFP, giới chức Ukraine ngày 18 tháng 4 cho biết, ở một số nơi trong Basmut, các lực lượng tấn công và phòng thủ cách nhau chỉ vài mét và không có dấu hiệu Wagner thiếu đạn pháo. Wagner là công ty tư nhân quân sự của Nga, đóng vai trò then chốt trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng để công phá Basmut. Gần đây, Wagner tiếp tục tiến lên ở trung tâm thành phố nhờ lính dù tinh nguyện Nga yểm trợ, kìm hãm Ukraine tại các bên sườn. Ở ngoài Obasmut, tình hình cũng không kém phần bi đát với Ukraine. Nhiều đơn vị đặc công được triển khai để vô hiệu hóa bom mìn và các bẫy nổ chết người mà Nga cài gắm. Chúng không chỉ là tử thần rình dập các binh sĩ mà còn dễ dàng hủy hoại phương tiện bộ binh. Mỗi khi làm nhiệm vụ, chúng tôi không chắc mình có thể quay về hay không. Oleg, 34 tuổi, nói với AFP anh đã liên tục làm công việc gỡ mìn ở xung quanh Basmut, chủ yếu là tiến hành giữa ánh trăng mờ ảo. Khi Nga rời khỏi một khu vực, họ có thể đặt mìn ở tất cả mọi thứ, tất cả mọi vị trí mà chúng tôi không thể hình dung hết. Phải hết sức cẩn thận, mức độ chấp nhận sai sót là tối thiểu và mọi thứ còn tùy thuộc vào may mắn, đặc công Oleg nói. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng, Basmut chẳng còn gì ngoài một đô thị vụn vỡ, điêu tàn sau cuộc đại chiến kéo dài hơn nửa năm. Dù bên nào kiểm soát Basmut trong thời gian tới, thành phố này cũng không đem tờ giá trị lớn về chiến lược. Tuy vậy, nó có ý nghĩa biểu tượng và gây ra những tác động tâm lý lâu dài. Cùng với đó, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời giám đốc cơ quan báo chí của nhóm Vostok, ông Alexander Gordiev cho biết quân đội Nga đã bắn hạ một máy bay cường kích Su-25 của Ukraine bằng hệ thống tên lửa phòng không di động vắp vai IGA ở Voleda. Hệ thống phòng không cơ động IGA được thiết kế để đánh bại tất cả các loại máy bay có cánh cố định hoặc cánh quay, được triển khai khi đối đầu và truy đuổi cũng như các mục tiêu trên không. Ông Gordiev nói Ukraine đã tiến hành không kích vào các căn cứ quân sự của nhóm Vostok ở phía nam Donetsk nhưng đã bị cản trở. Hệ thống tên lửa phòng không di động Ikla của Thủy quân lục chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương đã bắn hạ một chiếc máy bay Su-25 của lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, trong quá trình trinh sát trên không, quân đội Nga đã phát hiện ra một nhóm trinh sát của Ukraine tấn công đơn vị Ukraine bằng một khẩu đội súng cối. Nga cũng đã phá hủy số súng cối của Ukraine gần Voleda, Một xe bọc thép và 5 chiến binh Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến tại khu định cư Novomyskaylovka. Trong khi đó, tại miền bắc Ukraine, theo cơ quan quản lý quân sự tỉnh Sumy, tỉnh biên giới phía bắc Ukraine giáp với Nga, lực lượng Nga đã tấn công 5 ngôi làng trong khu vực này. Ukraine cho biết các làng Dunakivka, Bilobilia, Salihin, Nova Sloboda và Kotin đều bị quân Nga bắn ở Yunakivka có tổng cộng 52 cuộc tấn công bằng súng cối, pháo binh và súng phóng lựu. Ngoài ra, Nga còn dùng các hệ thống pháo tự hành khác để tấn công. Bilopilia chịu 20 cuộc tấn công bằng súng phóng lựu, súng cối và pháo binh. Kotin chịu 2 cuộc tấn công. Trong khi đó, Salihin chịu 5 cuộc. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng thả bom cối xuống Nova Soboda. Trong những tháng gần đây, Nga và Ukraine đã tăng cường các hoạt động tấn công ở biên giới, bên cạnh vùng biên giới phía bắc Ukraine là Sumy, cả hai cũng thường hay tấn công lẫn nhau tại các vùng biên giới khác như Belgorod hoặc Bian. Riêng Nga thường tổ Ukraine thực hiện các vụ khiêu khích ở biên giới. Ukraine đến nay vẫn chưa xác nhận thực hiện các vụ khiêu khích này. Thêm một báo cáo đáng chú ý mới đây từ Ukraine, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam, bà Natalia Humenyuk cho biết, có những dấu hiệu về việc quân đội Nga sắp rút lui hoàn toàn khỏi tỉnh Kherson trên sóng truyền hình quốc gia vào ngày 18 tháng 4, bà Humeniuk nói rằng quân Ukraine đã chứng kiến các lực lượng Nga ngày càng có nhiều hoạt động vận chuyển tài sản đánh cắp được. Đây là một dấu hiệu mới cho thấy người Nga chuẩn bị rút quân khỏi tỉnh Kherson. Bà Humeniuk báo cáo thêm rằng người dân Kherson ở phía bên kia sông đã nói việc này rất phổ biến. Họ chắc chắn Nga sắp có động thái mới vì người Nga đã đóng gói tài sản và gửi đi. Quân Nga đang giữ chữ quần áo dân sự. Họ chắc chắn đang chuẩn bị cho việc rút quân. Tuy nhiên, theo hãng tin New Voice of Ukraine, các lực lượng Nga cũng đang củng cố các vị trí phòng thủ dọc theo bờ biển phía Nam để đối phó với khả năng đổ bộ của quân đội Ukraine. Điều đó cho thấy người Nga chưa dễ dàng từ bỏ mà không có một trận chiến nào. Sau khi bầy đàn UAV cảm tử của Nga dồn dập tấn công thành phố cảng Odessa trong đêm ngày 19 tháng 4, phía Ukraine lý giải rằng đối phương đang muốn định vị và phá hủy các hệ thống phòng không vừa được triển khai đến Odessa. Người đứng đầu cơ quan báo chí của Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam, bà Natalia Humeniuk, nói rằng Nga đang cố để UAV không bị phát hiện và khai thác các đặc điểm của cảnh quan khu vực. Họ đã cố gắng đánh lừa hệ thống phòng không của Ukraine và xác định các vị trí đặt bị phóng. Đó là lý do tại sao quân đội Moscow thực hiện chiến dịch tấn công dồn dập để Ukraine tự lộ ra vị trí của các hệ thống phòng không. Bà Humeniuk lưu ý rằng Nga đã oanh kích Odessa từ biển Azov. Trước đó, quân đội Ukraine báo cáo hàng loạt máy bay không người lái Sahet-136 và 131 của Nga đã tấn công thành phố Odessa. 10 trong số 12 chiếc UAV đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ. Ở một diễn biến khác, The Politico vào ngày 19 tháng 4 có bài viết cho biết giấc mơ thành hiện thực, hệ thống phòng không Patriot đã đến với Ukraine. Loại vũ khí tiên tiến này đã luôn đứng đầu danh sách ưu tiên của Kiev với các quan chức Ukraine không ngừng hối thúc Washington sớm viện trợ. Các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đã được đồng minh phương Tây gửi đến cho Ukraine vào ngày 19 tháng 4, giới chức Kiev cho biết. Trong suốt cuộc xung đột, Nga đạo oanh tạc dữ dội khắp Ukraine liên tục nhắm vào các mạng lưới năng lượng và cơ sở hạ tầng. Do đó, Patriot, một hệ thống tinh vi được thiết kế để bắn hạ máy bay và tên lửa, đã đứng đầu danh sách vũ khí tối cần thiết với Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Zesnikov sáng ngày 19 tháng 4 viết trên Twitter khẳng định hệ thống Patriot chuyển đến Ukraine giống như một giấc mơ thành hiện thực. Ông nói, giờ đây bầu trời Ukraine xinh đẹp trở nên an toàn hơn khi các hệ thống phòng không Patriot đã đến nơi. Mỹ viện trợ cho Ukraine một hệ thống Patriot và một hệ thống khác do Đức và Hà Lan cùng gửi tặng. Quân nhân Ukraine đã được huấn luyện sử dụng các hệ thống này trong những tháng gần đây. Họ tham gia chương trình huấn luyện thần tốc ở Fossil, bang Oklahoma của Mỹ. Chương trình tập huấn bắt đầu vào tháng 1 riêng và dự kiến kéo dài một năm. Nhưng vào tháng trước, giới chức Mỹ nói rằng Ukraine đã sẵn sàng sử dụng Patriot trong chiến đấu. Song song đó... Một số binh sĩ Ukraine cũng đã hoàn thành khóa huấn luyện ở châu Âu cùng với quân đội Hà Lan và Đức. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết đã kêu gọi Mỹ cung cấp Patriot cho Kiev cách đây 2 năm trước khi xung đột nổ ra. Giờ đây, nỗ lực vận động đã hoàn thành. Tuy nhiên, ông Zelensky không dừng lại mà tiếp tục kêu gọi viện trợ mạnh mẽ hơn cho Ukraine và khẳng định rằng nền tự do và độc lập của đất nước chúng tôi đang bị đe dọa. Chúng tôi từng nghe rằng Ukraine không thể bảo vệ chính mình, nhưng chúng tôi đã biến điều không thể thành có thể. Ông Zelensky nói, Mỹ ngày 19 tháng 4 đã công bố một gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine khi cuộc chiến của nước này với Nga kéo dài. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Jean Peace đã nói với các phóng viên, có viện trợ sẽ bao gồm đạn cho hệ thống HIMARS và các đạn pháo khác bà Peace cũng lưu ý, đây là hỗ trợ thứ 36 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi bắt đầu giao tranh vào tháng 2 năm ngoái. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác của chúng tôi để giúp Ukraine bảo vệ nền dân chủ và người dân của họ. Thư ký báo chí Nhà Trắng nói thêm, theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, gói viện trợ mới nhất bao gồm các vũ khí và thiết bị trị giá 325 triệu đô la Mỹ. Sự hỗ trợ an ninh này sẽ cho phép Ukraine tiếp tục tự bảo vệ mình trước cuộc chiến tàn khốc vô cớ và phi lý của Nga, ông Blinken tuyên bố. Ông nói, Nga có thể kết thúc cuộc chiến ngày hôm nay cho đến khi Nga quyết định làm điều đó. Hoa Kỳ cùng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi sẽ đoàn kết với Ukraine đến khi nào cần thiết. Nga không nghĩ rằng các hệ thống Patriot, HIMARS hay các khí tài khác có thể thay đổi cục diện xung đột ở Ukraine, nhưng cảnh báo về việc phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Kiev sẽ khiến cuộc chiến kéo dài và khốc liệt hơn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova vào ngày 20 tháng 4 khẳng định Moscow coi bất kỳ hoạt động cung cấp vũ khí nào cho Ukraine là hành động thù địch công khai chống lại Nga, Tuyên bố này nhằm phản ứng với phát biểu mới đây của Tổng thống Hàn Quốc Jun suk yong về khả năng cung cấp vũ khí cho Kiev, đi ngược lại với chính sách truyền thống của Seoul. Hãng tin TASS trích lời bà Zakharova cho biết, Nga đang tiến hành các hoạt động quân sự phòng thủ chống lại tập thể phương Tây, vốn đã chọn chế độ ở Kiev làm công cụ cho cuộc chiến ủy nhiệm, cuộc chiến hỗn hợp chống lại chúng tôi. Trong tình huống này, chúng tôi sẽ xem mọi nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine, bất kể đến từ đâu, cũng là thể hiện thái độ thủ địch công khai chống lại Nga những bước đi như vậy sẽ tác động tiêu cực đến quan hệ song phương với nga bà zakharova cho biết thêm Nhà ngoại giao Nga cũng cảnh báo, đối với Hàn Quốc, việc cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ làm dạn nứt quan hệ với Moscow, ảnh hưởng đến nỗ lực làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, làm tăng nguy cơ gây mất ổn định khu vực và toàn cầu. Trước đó, trả lời phỏng vấn Reuters, vào ngày 19 tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc nói rằng nước này có thể bắt đầu cung cấp vũ khí cho Kiev trong trường hợp có mối đe dọa nghiêm trọng với người dân Ukraine. Về việc này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bà Zakharova nhắc lại rằng lực lượng của Moscow chỉ tiến hành các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào các mục tiêu quân sự chứ không phải các cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. Thưa quý vị, một diễn biến đáng chú ý gần đây là chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát thuộc tỉnh Luhansk và Kherson. Các nhà phân tích thuộc Viện nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, ISW, đã đưa ra một số nhận định về mục tiêu tiềm tàng đằng sau động thái hiếm hoi của ông chủ Điện Kremlin. Theo thông tin được Urenska Prada đăng tải vào ngày 18 tháng 4, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, chuyến đi vừa qua đến các tỉnh Kherson và Luhan mà quân đội Nga đang kiểm soát giúp Tổng thống Vladimir Putin thể hiện ông là một nhà lãnh đạo thời chiến. Điều này đặc biệt có ý nghĩa giữa lúc có nhiều thông tin cho thấy khả năng Ukraine đại phản công. Điện Kremlin vào ngày 18 tháng 4 thông báo, Tổng thống Putin đã đến thăm căn cứ của lực lượng Dnipro của Nga ở tỉnh Kherson, cũng như căn cứ của lực lượng vệ binh quốc gia Vostok ở tỉnh Luhansk. Viện nghiên cứu chiến tranh cũng lưu ý rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã đến thăm tiền tuyến Adivka vào ngày 18 tháng 4. Do đó, cơ thể điện Kremlin cố tình công bố video về chuyến thăm của lãnh đạo Putin để làm lu mở hoạt động của ông Zelensky. Đáng chú ý, các chuyên gia cho rằng chuyến thăm của ông Putin có khả năng cao nhằm mục đích công khai xác định những lực lượng có thể trở thành vật tế thần trên các cuộc phản công tiềm tàng của Ukraine. ISW lưu ý thêm, Tổng thống Putin cũng có thể đang cố gắng cân bằng sức ảnh hưởng của quân đội với lực lượng Wagner bằng cách bổ nhiệm đại tá Alexander Lapin, chịu trách nhiệm chỉ huy lực lượng ở khu vực tiền tiến Luhan. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 19 tháng 4 cho rằng có nhiều vấn đề trong việc vận chuyển hàng hóa đến vùng lãnh thổ mới của Nga và yêu cầu chính phủ tìm cách giải quyết các vùng lãnh thổ mới. Chỉ 4 vùng đông nam của Ukraine gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia mà Nga tuyên bố sát nhập vào cuối tháng 9 năm ngoái. Dù Kiev và phương Tây quyền quyết phản đối. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã đến thăm các khu vực lãnh thổ do Nga kiểm soát thuộc Luhansk và Kherson vào ngày 17 tháng 4. Quân đội Nga đã rút lui khỏi thành phố Kherson vào tháng 11 năm ngoái và đang củng cố các vị trí của họ ở bộ đối diện, cách đối phương qua dòng thông Dnipro. Động thái này nhằm đề phòng một cuộc phản công lớn của Ukraine vào mùa xuân hè năm nay. Điện Kremlin vào ngày 18 tháng 4 cho biết, các chỉ huy Nga không khỏi bất ngờ khi thấy Tổng tư lệnh Vladimir Putin trực tiếp thân chinh đến mặt trận Kherson và Luhansk. Các chỉ huy Nga cho biết tin vào phút cho rằng ông Putin sẽ tham gia cuộc họp của nhóm chiến đấu ở khu vực Dnipro và khu vực phía đông. Theo phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov, chuyến thăm tiền phương của tổng thống Putin ở Kherson và Luhansk không được lên kế hoạch cụ thể. Ông Peskov giải thích tổng thống Putin trực tiếp thăm các bộ chỉ huy quân sự để từng lĩnh có thể tiếp tục tập trung vào công việc trên trận địa, không cần tốn thời gian đi tới Moscow và trở về. Một thông báo của điện Kremlin nói thêm rằng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã không tháp tùng Tổng thống Putin trong chuyến đi tới các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine như một biện pháp phòng ngừa an ninh. Ông Dmitry Peskov cho hay, việc các chỉ huy hàng đầu của Nga tập trung tại một địa điểm quá gần tiền tuyến sẽ đặt ra rủi ro lớn. Vào tháng trước, ông Putin cũng đã đến thăm Crimea và thành phố Mariupol thuộc Donetsk, phát biểu trên kênh Russia 1 vào cuối tháng 3. Ông Putin khẳng định đã tới lúc phải đến trực tiếp Mariupol để xem việc tái thiết đang diễn ra như thế nào, cần phải làm gì thêm và đâu là ưu tiên. Xem báo cáo trên giấy tờ hay thông qua màn hình là một chuyện, trực tiếp thị sát tình hình là một chuyện khác, nhà lãnh đạo Nga nói thêm. Xung đột Đông Âu đã đổ thêm dầu vào mối quan hệ nóng như lửa đốt giữa Nga và phương Tây. France 24 vào ngày 19 tháng 4 cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi các quốc gia cùng chí hướng hợp lực chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây Thông điệp trên được đưa ra trong chuyến công du Mỹ là tình. Thảo luận về cuộc chiến của Nga ở Ukraine với người đồng cấp Venezuela Ivan Gil ở Caracas, ông Laroc đã gọi các đồng minh Venezuela, Cuba và Nicaragua là những quốc gia đã chọn con đường của riêng mình. Ông chỉ ra rằng, giống như Nga, những nước trên đều là đối tượng của lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây. Từ đó, vị ngoại trưởng nêu thông điệp, các nước cần phải hợp lực chống lại việc phương Tây đơn phương tạo áp lực và tống tiền các nước khác. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục có động thái khoét sâu bất đồng với Nga. Cụ thể, Tổng thống Joe Biden đã gia hạn lệnh cấm các tàu có liên quan đến Nga đi vào cảng của Mỹ. Lệnh cấm này đã được công bố vào tháng 4 năm ngoái và hết hạn vào tuần này. Ông Biden viết trong một bức thư gửi quốc hội, các chính sách và hành động của Nga nhằm duy trì chiến sự ở Ukraine một cách phi lý, vô cớ và tàn đạo, tiếp tục gây xáo trộn hoặc đe dọa các mối quan hệ quốc tế của Mỹ. Newsweek gần đây dẫn lời tướng Mỹ về hưu David Petraeus cho rằng quân đội Nga đã phạm phải ba sai lầm nghiêm trọng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Petraeus, người từng làm giám đốc CIA và chỉ huy lực lượng liên minh ở Iraq nhận định, Họ hoàn toàn đánh giá thấp lực lượng Ukraine và đánh giá quá cao lực lượng Nga. Họ không thể áp đặt các đường lối tiến hành chiến dịch quân sự và chuẩn bị lực lượng cho chiến dịch này. Ngoài ra, họ không có hệ thống viễn thông hiện đại. Họ không huấn luyện quân đội bài bản chúng tôi luôn biết rằng họ thiếu các hạ sĩ quan chuyên nghiệp vốn là lực lượng chủ chốt trong các lực lượng phương Tây. Họ đã mắc rất nhiều sai lầm. Một số được dự đoán trước, một số khác thì không. Vị tướng về hưu của Mỹ nói với đài Radio Liberty. Theo ông, một cuộc phản công của Ukraine có thể sẽ cản trở Nga củng cố hoặc bổ sung nguồn cung cho Crimea, tức là phá vỡ đường dây liên lạc của Nga. Vị từng nói thêm, lực lượng của Kiev cũng có thể gây ra sự sụp đổ, thậm chí sự sụp đổ của các lực lượng của Nga ở một vùng rộng lớn ở miền Nam vì Ukraine sẽ giải phóng hầu hết lãnh thổ mà Nga đã chiếm được vào năm ngoái. Những tổn thất và những trận chiến tàn khốc đã khiến một số binh sĩ Nga tỏ ra bất bình trước cuộc chiến ở Ukraine. Trong một video được một hãng tin tiếng Nga đăng trong tuần này, một số chiến binh đã đưa ra lời phàn nàn về việc họ không được lãnh đạo Nga hướng dẫn và hỗ trợ, kể cả họ không biết chính xác vị trí triển khai. Tuần trước. Viện nghiên cứu chiến tranh đã nhận định Nga có thể sẽ không thể duy trì nhiều cuộc tấn công cùng một lúc. Ukraine dự kiến sẽ tiến hành một cuộc phản công trong những tháng tới, nhưng cả hai nước vẫn tập trung vào trận chiến giành phá đài Basmut. Chưa dừng lại ở đó, truyền thông Đan Mạch Dia Nyheder trích dẫn thông tin từ các cơ quan tình báo và chuyên gia cho biết Nga đang lập bản đồ cơ sở hạ tầng ngoài khơi của các nước Bắc Âu. Moscow có thể đang lên kế hoạch phá hoại các trang trại điện gió, đường ống dẫn khí đốt cáp điện và Internet ở vùng biển xung quanh Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển. Các chuyên gia cho biết, thông tin liên lạc hải quân ở vùng biển Bắc Âu đã bị chặn, diễn biến trên tiết lộ sự hiện diện của các tàu ma, bao gồm tàu khảo sát hải dương đô đốc Vladimirsky của Nga được triển khai cho mục tiêu nghiên cứu biển. Con tàu được cho là có liên quan đến nhiệm vụ tình báo và đã xuất hiện ở phía bắc đảo Shailen của Đan Mạch. Một nhà báo và nhiếp ảnh gia của Dia Helder đã tiếp cận con tàu một người mặc áo chống đạn và trang bị súng trường của Nga đã tiếp chuyện. Moscow bị cáo buộc thu thập các thông tin tình báo cho phép nước này tiến hành các cuộc tấn công và cơ sở hạ tầng năng lượng và truyền thông trong trường hợp xảy ra xung đột lớn đối với phương Tây. Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển đều đã cung cấp viện trợ tài chính và quân sự đáng kể cho Ukraine kể từ khi xung đột Đông Âu nổ ra vào năm ngoái và những tin tức vừa rồi thì cũng đã kết thúc cho bản tin toàn cảnh chiến sự Đông Âu ngày hôm nay. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.